Và top 1 tai nghe không đáng mua nhất chính là em S2000 Superbass chơi game hay này. Xin chào anh em, mình là Đại Công Nghệ. Hôm nay mình sẽ đưa cho anh em đến một cái hồi long tranh hổ đấu giữa những cái tai nghe dưới 50.000 anh em nhá. Mục đích là xem cái nào nó sẽ có chất âm hay hơn này, build tốt hơn, hoàn thiện tốt hơn, bảo hành tốt hơn. Mặc dù biết là với cái tầm giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi nhiều từ hoàn thiện này xong build các thứ, nhưng mình vẫn muốn so sánh là chiếc nào sẽ làm tốt hơn và nó có thể là hỗ trợ mic. Anh em nên nhớ một câu là đừng bao giờ đùa với Pháp Sư Trung Hoa, mười mấy nghìn cũng có đồ rất ngon nhá. Hôm trước thì mình đã mở hộp hai cái sợi dây. Đây là của Robot anh em nhá, hãng Robot luôn. Một con nữa, con này giá khác, là của anh S2000 Superbass, âm thanh khủng các thứ anh em nhá. Và hôm nay thì mình vừa săn được một em nữa. Đây, bây giờ thì đến với cái phần mở hộp thôi. Tai nghe thì cứ rén lắm anh em ạ, cắt nhầm cái là đi luôn. Đấy, đã cắt vào cái góc này rồi. Mình rất là chuyên nghiệp, không đứt bố tai nghe chứ. Bên ngoài đây anh em ạ, mặt trước thì sẽ có chữ Huawei. Ok, mình mở ra xem nào. Chúng ta sẽ có một cái tai nghe như thế này, đóng hộp y hệt những cái con tai nghe trước thôi. Phải nói sao đây ta. Ok, thiết kế của em nó thì sẽ là dây cao su anh em nhá. Mình thề với anh em luôn, lần này là hay có kiểu dây cao su, xong rồi làm giống dây dù cao su đấy. Và nó sẽ dài khoảng 1m thôi anh em ạ. Chiều dài sẽ khoảng 1m nhá. Nó sẽ có một cái phím ở đây để dừng bài thôi, không có tăng giảm. Đằng sau là lũ mic, có in logo Huawei. Làm ăn được phết nhờ. Và đố anh em biết cái này bằng gì, cho anh em nghe thử nhá. Bằng kim loại luôn anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ so sánh ba con cùng lúc. Em màu xanh này là Huawei nhá, em này là Robot này, em này là S2000 Superbass. Anh em thích con nào hơn? Đương nhiên là hai con này rồi đúng không? Con này kiểu nó làm cũng chất ấy, nhưng mà không tới anh em ạ. Nhìn khá là kiểu hàng mã. Đây là phần housing của nó nhá. Hai con này có cái kiểu chắn giấy tai, con này không có gì. Tiếp đến là về phần dây thì mình đánh giá là ba con đều rất tốt, kiểu thiết kế giá rẻ bây giờ làm tốt thật, đều kiểu là chống rối hết nhá. Chống rối hết anh em ạ, chống rối. Con này cũng kiểu chống rối luôn này. Từ nãy đến giờ là chê em S2000 quá nhiều rồi, bây giờ thì phải khen em nó thôi. Cái phần điều khiển của S2000 nó sẽ có là bật tắt âm lượng. Ví dụ gạt lên như thế này thì nó sẽ là có âm lượng nhé. Nó không liên quan gì đến điện thoại luôn. Nghĩa là ví dụ điện thoại để mắc nhưng mà cái này gạt xuống ấy thì nó cũng không nghe thấy gì cả. Đây là nút dừng và chơi tiếp này. Còn hai em này thì chỉ có nút dừng thôi, dừng lại chơi tiếp thôi. Mình đang thấy ở đây thì ba con đều có mic nha anh em. Chúng ta đều có ba cái jack 3.5 cả. Thực tế là cái bọn này bây giờ nó hoàn thiện cực kỳ tốt anh em ạ, cực kỳ là tốt nhá. Mình thấy đều rất chắc chắn. Tiếp theo, vì tai nghe nên không thể thiếu cái phần thẩm âm được. Bởi vì điện thoại hiện nay đều không có cái jack 3.5 nên mình phải dùng cái DAC này anh em ạ. Nó của Urin nhá. Nghĩa là khi mình cắm tai nghe vào đây và đây là đầu tai C cắm vào điện thoại, chúng ta sẽ có thể nghe được âm thanh và còn hay hơn cơ. Đầu tiên mình đến với em tai nghe Robot nhá. Tiếp theo, thử chế độ Superbass của em S2000. Anh em nhìn này, chất âm. Từ từ mình sẽ tiết lộ sau nhá. Cuối cùng, Huawei. Em Huawei này đeo vào khá là khít tai và nó giảm tiếng ồn đáng kể anh em ạ. Mình phải nghe đi nghe lại mấy lần. Ok anh em ơi, sau khi mà mình đã nghe khá là lâu trên ba cái con tai nghe này ấy, thì mình kết luận rất là buồn cười khi mà con Superbass này đó lại là cái con có bass yếu nhất anh em ạ. Bass yếu nhất mà lại ghi là Superbass. Trời ơi, chỉ được cái phần ngoại hình xong quảng cáo thôi. Tiếp theo là em Robot này, anh em đừng khinh thường. Cái phần bass thì mạnh hơn cái con Superbass kia khá nhiều nhá. Đặc biệt là cái em 19.000 này, bass lại khỏe nhất anh em ạ. Ok, điện thoại thì test khá là khó với cái phần ghi âm này. Mình sẽ sử dụng con máy tính ở đây nhá.
máy tính của mình á. Ok, máy tính của mình cũng sẽ có hai đầu là một đầu mic và một đầu là tai nghe nhá. Và mình có ở đây chính là một cái jack có thể là chuyển từ cái đầu 3.5 sang mic và tai nghe luôn. Đây nhá, mình sẽ thử với cái con robot trước. Nó hoạt động tốt anh em ạ. Hoạt động khá là tốt với cái phần tai nghe nhá. Mình nghe vẫn rất rõ. Kết quả thì bass có thua so với khi mà mình cắm cái DAC này. Đây là cái phần mic của nó đây. Alo 1234, alo 1234. Mình vừa test xong thì con robot hỗ trợ khá tốt với cái jack chuyển đổi này anh em ạ. Nghe nhạc thì phải gọi là ok, còn thu âm thì cũng rất rõ. Một like luôn. Tiếp theo là em Qua V nhá. Mình thấy cắm trực tiếp thì cái em Qua V này âm vẫn hay hơn, bass vẫn chất hơn cái em robot anh em nhá. Tiếp theo thì sẽ đến cái phần thử mic. Mic ở đây hoạt động vẫn tốt nhá. Cuối cùng sẽ là em Super Bass. Cực tệ anh em ạ. Chỉ cần cắm tai nghe một chút thôi thì anh em sẽ auto được chuyển về chế độ là không muốn nghe nữa. Phần âm thanh là chán rồi, để mình thử phần mic nhá. Về phần mic thì mình thấy lại ổn anh em ạ. Có thể là với mức giá rẻ này thì ba mẫu nó đều sử dụng chung một cái kiểu. Anh em vừa được chứng kiến một cái màn BK giữa ba em tai nghe giá rẻ dưới 50.000. Và ở đây thì không biết có anh em nào xem video của mình đã mua ba cái con này không, anh em đánh giá như thế nào thì anh mình đợi ở phía dưới nhá. Riêng mình thì mình thấy cái em Vua Vi ấy, Qua V là đáng tiền nhất, đáng mua nhất, chỉ có mười mấy nghìn thôi. Lại còn được hoàn tiền các thứ, ok nhé. Và top 1 tai nghe không đáng mua nhất chính là em S2000 Super Bass chơi game hay này. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Và nếu thích đừng quên để lại like cũng như comment ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.